Ngày 24 tháng 10, lãnh đạo công an huyện Ba Vì Hà Nội cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đã khởi tố vụ án liên quan nhóm đối tượng có hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc tại một nhà dân trên địa bàn thị trấn Tây Đằng. Các đối tượng sau đó bị tạm giữ để phục vụ quá trình điều tra. Đáng chú ý, trong số các con bạc bị cơ quan công an bắt quả tang có ông Nguyễn Nghĩa Dân, sinh năm 1978, trú tại thôn Vân Hồng, thị trấn Tây Đằng, huyện Ba Vì. Ông Dân là cán bộ công tác tại cơ sở cai nghiện ma túy số 7 Hà Nội thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội. Liên quan vụ việc, một lãnh đạo cơ sở cai nghiện ma túy số 7 Hà Nội cho biết, ông Nguyễn Nghĩa Dân là đảng viên, viên chức công tác tại cơ sở. Sau khi xảy ra sự việc, đơn vị đã báo cáo Sở Lao động Thương binh và Xã hội, đồng thời ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Dân. Bà Bạch Liên Hương, giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội xác nhận Sở đã nhận được báo cáo từ cơ sở cai nghiện ma túy số 7 Hà Nội và đang xác minh giải quyết sự việc. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Ba Vì đang điều tra xử lý các đối tượng theo quy định. Qua công tác tuần tra vũ trang và nắm tình hình địa bàn, Công an thị xã La Ghi, tỉnh Bình Thuận phát hiện thông tin có một số đối tượng ở Đồng Nai đang kéo đến khu vực Ba Đăng, xã Tân Hải, thị xã La Ghi để đánh nhau với một số đối tượng tại địa phương. Ngay sau khi phát hiện thông tin trên, Công an thị xã La Ghi đã huy động 100% cán bộ chiến sĩ tổ chức tuần tra kiểm soát tại các tuyến ra vào thị xã, nhất là tại khu vực Ba Đăng. Đến khoảng 20 giờ 30 phút ngày 23 tháng 10, Công an thị xã La Ghi phối hợp với Công an huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận, phát hiện ô tô biển kiểm soát 60B05799 có biểu hiện nghi vấn, đang di chuyển từ huyện Hàm Tân vào thị xã La Ghi nên đã yêu cầu dừng xe kiểm tra. Qua kiểm tra, phát hiện có 19 đối tượng đi trên xe cùng một số hung khí như hai côn, một bình xịt hơi cay. Công an thị xã La Ghi đã đưa số đối tượng trên cùng phương tiện tăng vật về trụ sở công an làm việc. Qua đấu tranh, các đối tượng khai do có mâu thuẫn trong làm ăn mua bán hải sản tại khu vực bờ biển Ba Đăng, nên các đối tượng từ Đồng Nai đến thị xã La Ghi để giải quyết mâu thuẫn. Giám đốc công an tỉnh Bình Thuận đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương phối hợp với Công an thị xã La Ghi tiến hành thu thập tài liệu chứng cứ, đấu tranh với số đối tượng nói trên, đồng thời tiến hành xác minh nhân thân lai lịch để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật. Ngày 24 tháng 10, Công an xã Tân Thượng, huyện Di Linh, Lâm Đồng, thông tin vừa cùng người dân mật phục bắt nhóm 6 người đang chở sầu riêng cắt trộm ra khỏi vườn, đưa đi tiêu thụ. Sáng ngày 23 tháng 10, Công an xã Tân Thượng nhận tin báo từ người dân về vụ việc có nhóm 6 người lẻn vào vườn của một hộ dân trên địa bàn thôn 2 để cắt trộm sầu riêng. Bị phát hiện, nhóm này đã bỏ lại xe chạy thoát thân, tuy nhiên đã bị công an xã Tân Thượng cùng người dân bắt giữ ngay sau đó. Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ 3 xe máy, 36 quả sầu riêng Thái, có tổng trọng lượng 150 kg. Tại cơ quan công an, 6 đối tượng trên khai nhận cùng chú thôn 2, xã Liên Đầm, huyện Di Linh, và đã nhiều lần cắt trộm sầu riêng của người dân các xã trên địa bàn huyện này. Nhóm đối tượng này thường đến các vườn xa khu dân cư, không có người trông coi để cắt trộm sầu riêng. Sau đó, nhóm này vận chuyển đến các cơ sở thu mua trên địa bàn xã Liên Đầm để tiêu thụ. Hiện công an xã Tân Thượng đã bàn giao nhóm người cùng tăng vật cho công an huyện Di Linh điều tra, xử lý theo quy định. Công an thành phố Hà Nội cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố đã hoàn tất quá trình điều tra và kết luận điều tra vụ án vận chuyển trái phép chất ma túy từ Cộng hòa Séc về Việt Nam. Theo tài liệu điều tra, ngày 20 tháng 2, phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, Công an thành phố Hà Nội và lực lượng Hải quan thành phố Hà Nội phát hiện nhóm đối tượng có dấu hiệu hoạt động mua bán trái phép chất ma túy từ Cộng hòa Séc về Việt Nam và triển khai kế hoạch bắt giữ Đêm 23 tháng 2, tại khu vực ngõ 206 phố Thanh Bình, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, tổ công tác đã bắt giữ đối tượng bàn Nguyễn Quang An, sinh năm 2003, chỗ ở Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội, cùng một thùng hàng. Bên trong phát hiện hơn 2,3 kg MDMA được trộn lẫn, đóng gói cùng các viên thức ăn dành cho chó mèo. Quang An khai nhận bản thân được thuê 10 triệu đồng để vận chuyển số ma túy trên tới cho Nguyễn Đình Hoàn, sinh năm 1996, chỗ ở Vạn Ninh, Gia Bình, Bắc Ninh. Ngay lập tức, tổ công tác phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã triển khai bắt giữ đối tượng Hoàn. Tại cơ quan công an, Hoàn khai nhận có quen biết đối tượng có tên Trần Danh Thông, sinh năm 1988, trú tại Đại Lai, Gia Bình, Bắc Ninh và ngày 23 tháng 2 được thông thuê nhận một thùng hàng bên trong có chứa ma túy từ Hà Nội chuyển về với tiền công 5 triệu đồng. Khi bị bắt giữ, Trần Danh Thông cho biết số ma túy trên được các đối tượng ở châu Âu thuê vận chuyển và tiêu thụ tại Việt Nam. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can đối với bàn Nguyễn Quang An, Nguyễn Đình Hoàn, Trần Danh Thông về tội danh vận chuyển trái phép chất ma túy. Công an huyện Mỹ Đức, Hà Nội đã khởi tố bị can NTD sinh năm 2007 và Cao Phúc Nguyên sinh năm 2000 cùng chú tại xã Phử Lưu Tế, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội về tội cố ý gây thương tích. Trong đó, cơ quan điều tra bắt tạm giam đối với Cao Phúc Nguyên và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với NTD. Trước đó ngày 9 tháng 10, Công an xã Phù Lưu Tế, huyện Mỹ Đức nhận được tin báo của gia đình cháu L.A.N. sinh năm 2008, trú tại huyện Ứng Hòa, Hà Nội, là học sinh lớp 11 Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp và Giáo dục Thường xuyên huyện Mỹ Đức về việc bị hai nam thanh niên hành hung trên đường đi học về. Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Mỹ Đức đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương xác minh làm rõ hai đối tượng đánh cháu N là D và Cao Phúc Nguyên. Bước đầu xác định, do xuất phát từ việc NTD cho rằng N nói D tán bạn gái của N. Nên sáng ngày 9 tháng 10, D đứng ở cổng trung tâm giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên huyện Mỹ Đức chờ N. Khi thấy N đi ra, D điều khiển xe máy đi theo rồi chặn xe N và yêu cầu lên xe của mình để đi nói chuyện. Đến khu vực thôn 7, xã Phù Lưu Tế, huyện Mỹ Đức, D xuống xe rồi đấm vào mặt N, làm N ngã xuống đất. Lúc này Cao Phúc Nguyên quen biết D đến cùng D đá vào đầu N rồi rời khỏi hiện trường. Kết quả giám định tại trung tâm pháp y, N bị tổn hại sức khỏe là 8%. Căn cứ và tài liệu thu thập được, cơ quan điều tra xác định NTD và Cao Phúc Nguyên có hành vi côn đồ và gây thương tích đối với người dưới 16 tuổi. Hiện công an huyện Mỹ Đức đang củng cố hồ sơ xử lý các đối tượng theo quy định. Vừa qua, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang thụ lý điều tra vụ án hành hạ người khác xảy ra tại mái ấm Hoa Hồng, phường Trung Mỹ Tây, quận 12. Cơ sở này do bà Giáp Thị Sông Hương, sinh năm 1974, ngụ quận Gò Vấp là người đại diện theo pháp luật trực tiếp quản lý. Cơ quan công an đề nghị người đã nhận con nuôi hoặc người gửi cho con cho mái ấm Hoa Hồng hoặc bà Giáp Thị Sông Hương các nhà hảo tâm đã ủng hộ tiền, vật chất cho mái ấm này. Hãy đến trụ sở ở địa chỉ 459 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận 1 để liên hệ điều tra viên Phạm Văn Hải, số điện thoại 069 318 7414 để phối hợp cung cấp thông tin, điều tra làm rõ. Tháng 9, Công an thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận thông tin về việc một số bảo mẫu tại mái ấm Hoa Hồng có hành vi đánh đập, ngược đãi đối với các cháu đang được nuôi dưỡng tại đây. Ban giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự và Công an quận 12 khẩn trương kiểm tra, xác minh nguồn tin, phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức kiểm tra trực tiếp. Cơ quan công an xác định cơ sở này được Phòng Lao động và Thương binh Xã hội quận 12 cấp phép hoạt động từ tháng 7 năm 2023, có 12 nhân viên bảo mẫu và 2 nhân viên lái xe. Tại thời điểm kiểm tra có 86 cháu thuộc diện trẻ em mồ côi. Từ 2 tháng đến 3 tuổi đang được nuôi dưỡng tại cơ sở vượt quá số lượng cấp phép là 47 người. Trước tình hình trên, công an thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp chính quyền địa phương và sở ngành có liên quan khẩn trương bố trí cho 86 cháu và các cơ sở bảo trợ xã hội của thành phố để được thăm khám, chăm sóc sức khỏe ban đầu và tiếp tục được nuôi dưỡng. Vừa qua, Công an tỉnh Lai Châu khởi tố 9 bị can về hành vi giết người sau khi nhóm hô hào đuổi đánh hai thanh thiếu niên dẫn tới một người bị thương nặng và tử vong. Cụ thể, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lai Châu đã khởi tố vụ án hình sự giết người xảy ra tại 26 7 tại bản Nậm Cung, xã Mường So, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu. Đơn vị cũng khởi tố 6 bị can trú huyện Phong Thổ về hành vi giết người gồm Hoàng Văn Dũng và Hoàng Mạnh Hùng, Phan Văn Chiến, Cùng sinh năm 2008, Lý Đức Thắng, Giàng Minh Sang, Tẩn Xuân Hương cùng sinh năm 2009. Thời điểm bị khởi tố, 6 bị can này đều dưới 18 tuổi và một số còn đang ngồi trên ghế nhà trường. Quá trình điều tra mở rộng vụ án, cơ quan công an nhận thấy hành vi của Lý Minh Truyền, Phan Đức Thành, Tẩn Văn Quý có đủ yếu tố cấu thành tội giết người. Ngày 22 tháng 10, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Lai Châu đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Lý Minh Truyền sinh năm 2006, Phan Đức Thành sinh năm 2007 và Tẩn Văn Quý sinh năm 2008, cùng chú huyện Phong Thổ về hành vi giết người theo khoản 1 điều 123 Bộ Luật Hình sự. Theo hồ sơ vụ án, vào tối 26 tháng 7, nhóm thanh thiếu niên trên đã hẹn nhau về phố đi bộ ở thị trấn Phong Thổ, tụ tập uống rượu. Đến khoảng 23 giờ 30 phút cùng ngày, nhóm này rủ nhau đi xe máy về xã Hoang Thèn. Khi đi qua khu vực bản Vàng Pó, thị trấn Phong Thổ, nhóm đã gặp Vàng Văn Mờ, sinh năm 2004, và Tào Đình L, sinh năm 2009, cùng chú tại xã Bản Lang, huyện Phong Thổ, đi xe máy nhanh, vượt qua nhóm của họ. Phát hiện đây là nhóm người đã có mâu thuẫn xích mích với mình từ trước, nên Tẩn Xuân H đã hô hào nhóm của mình đuổi theo đánh. Khi đuổi theo đến phía sau xe của hai người nói trên H ngồi sau xe do S điều khiển, dùng côn nhị khúc D ngồi sau xe do C điều khiển, dùng trổi Còn T ngồi sau xe do H điều khiển, dùng thắt lưng tấn công L và M Bị đánh, M điều khiển xe tăng tốc bỏ chạy Nhưng không may đâm xuống bờ rãnh nước bên đường làm cả hai ngã xuống đường dẫn đến tàu đình L bị thương nặng, tử vong trong bệnh viện Ngày 24 tháng 10 Tòa Nhân dân tỉnh Bình Dương mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 6 bị cáo trong vụ cháy quán karaoke An Phú tại thành phố Thuận An vào ngày mùng 6 tháng 9 năm 2022 khiến 32 người tử vong, 15 nữ, 17 nam và 3 người bị thương nặng. Trong số 6 bị cáo, 5 bị cáo bị xét xử về tội vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy gồm Lê Anh Xuân, chủ quán karaoke An Phú Bình Dương, Vũ Trường Sơn và Phạm Quốc Hùng, cựu cán bộ phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Bình Dương, Phạm Thị Hồng, cựu phó đội trưởng phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Bình Dương và Nguyễn Thành Luân, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thái Bình Anh. Riêng bị cáo Nguyễn Văn Võ, cựu cán bộ công an bị xét xử về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Phiên tòa dự kiến kéo dài 2 ngày do bà Nguyễn Thị Sang làm chủ tọa. Hợp thành hội đồng xét xử còn có thẩm phán Nguyễn Huỳnh Đức và ba hội thẩm nhân dân. Theo cáo trạng, lúc 20 giờ 42 phút ngày mùng 6 tháng 9 năm 2022, tại quán karaoke An Phú có 5 trên 29 phòng hát đang hoạt động và khoảng 60 người ở bên trong, 30 khách tiếp viên và 30 nhân viên. Lúc này, một tiếp viên của quán phát hiện khói bốc lên từ tầng 2 nên báo ngay cho nhân viên. Khoảng một phút sau, ngọn lửa bùng lên dữ dội. Một số khách và nhân viên chạy lên sân thượng, số còn lại chờ cứu nạn. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, cơ quan chức năng đã tiến hành điều tra và khởi tố vụ án vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy. Ngày 24 tháng 10, Công an thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh có quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam đối với Nguyễn Tiến Quyết, sinh năm 2004, chú phường Kỳ Thịnh về tội trộm cắp tài sản. Cơ quan điều tra cũng khởi tố bị can cấm đi khỏi nơi cư trú với Nguyễn Văn Khôi, sinh năm 1988, phường Kỳ Trinh, thị xã Kỳ Anh, về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Theo cơ quan chức năng, dạng sáng ngày 5 tháng 10, quyết lái xe máy kéo theo xe lôi đi dọc theo quốc lộ 1A. Khi chạy đến hầm đường bộ đèo ngang ở xã Kỳ Nam, thị xã Kỳ Anh, Quyết phát hiện bên trong hầm có nhiều tấm kim loại hình chữ nhật và các tấm kim loại có hàn khung bên ngoài được sử dụng để che các miệng hố đang thi công. Thanh niên 20 tuổi lúc này quan sát xung quanh, thấy không có bảo vệ nên lấy trộm 6 tấm kim loại. Số tài sản trộm được, Quyết mang về bán phế liệu cho khôi với giá 2,5 triệu đồng đến ngày 6 tháng 10 với phương thức cũ, Quyết tiếp tục trộm thêm 12 tấm kim loại ở khu vực hầm đèo ngang và bán cho Khôi để lấy 2,5 triệu đồng để tiêu xài cá nhân. Công an xác định số tài sản Quyết trộm cắp được, định giá tại thời điểm hiện tại gần 10 triệu đồng. Từ trình báo của người dân, công an sở tại đã điều tra, bắt Quyết và Khôi. Liên quan đến vụ việc bữa ăn bán chú có dấu hiệu bị bớt xén đã được báo chí phản ánh vào cuối năm 2023 tại trường phổ thông dân tộc bán chú tiểu học Hoàng Thu phố 1, huyện Bắc Hà khiến dư luận xôn xao. Vừa qua thông tin từ Công an tỉnh Lào Cai, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp cùng Công an huyện Bắc Hà ra quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Trần Ngọc Hà. Sinh năm 1977 trú tại thôn Na Lang, xã Tà Trải, huyện Bắc Hà để điều tra về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Các quyết định và lệnh trên đã được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lào Cai phê chuẩn. Ông Trần Ngọc Hà là nguyên hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Hoàng Thu phố 1, xã Hoàng Thu phố, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai. Qua đó, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Lào Cai đã khám xét nơi ở của bị can Trần Ngọc Hà tại xã Tà Trải, huyện Bắc Hà vào ngày 22 tháng 10. Qua tài liệu thu thập được bước đầu xác định từ năm 2022 đến 2023, ông Trần Ngọc Hà đã chỉ đạo rút kinh phí chính sách hỗ trợ cho học sinh theo Nghị định 116-2016-NDCP ngày 18 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ với số tiền hơn 765 triệu đồng, qua đó chi sai và chiếm đoạt hơn 52 triệu đồng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tiếp tục phối hợp cùng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh điều tra mở rộng để xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Trước đó, như báo chí đã phản ánh tại trường phổ thông dân tộc bán chú tiểu học Hoàng Thu Phố 1, huyện Bắc Hà, ngoài bữa ăn sáng với mì tôm ở bữa trưa và tối, học sinh chỉ được ăn ít giò thái nhỏ và canh rau, dù trên bảng ghi có 14kg thịt lợn và 11kg xương. Hiệu trưởng khẳng định bữa ăn đầy đủ trong khi học sinh nói chưa no, gắp hết thức ăn vẫn chưa ăn hết cơm trắng. Nhân viên nấu ăn cho biết số thực phẩm được nhận để nấu chỉ bằng 1 phần 3 so với định lượng được công khai. Tuy nhiên tại bữa ăn khác, trường chỉ cho học sinh ăn đậu phụ và canh, thiếu thịt và xương như nội dung bảng tin. Sau phản ánh trên, ông Trần Ngọc Hà, hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc bán chú tiểu học Hoàng Thu phố 1 xin từ chức. Đến tháng 5 năm 2024, huyện ủy Bắc Hà Lào Cai ban hành và công bố quyết định về việc thi hành kỷ luật khai trừ đảng với ông Trần Ngọc Hà, bí thư chi bộ, hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc bán chú tiểu học Hoàng Thu phố 1. Ủy ban nhân dân huyện Bắc Hà cũng quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Hà để làm rõ các nội dung liên quan đến phản ánh. Theo thông tin mới nhất dẫn nguồn từ báo Người Lao Động, ông Hoàng Phú Hậu, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thị ủy Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình cho biết, đã báo cáo thường trực Thị ủy, Ban Thường vụ Thị ủy, xin ý kiến về trường hợp của ông Cao Xuân Nờ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quảng Hải, sau khi nhận được đơn tố cáo ông này có biểu hiện suy thoái về đạo đức lối sống. Theo thông tin ban đầu, gần đây mạng xã hội xuất hiện hình ảnh clip được cho là của ông Cao Xuân Nờ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quảng Hải đi ra từ nhà nghỉ Song Hải trước đó là hình ảnh một người phụ nữ bịt kín mặt từ trong nhà nghỉ này di chuyển về phía xe ô tô màu đen của ông ngờ thông tin này nhanh chóng truyền tay mạng xã hội làm xôn xao dư luận địa phương nhiều người đặt câu hỏi về mối quan hệ giữa ông ngờ và người phụ nữ nói trên cùng với lý do xuất hiện tại nhà nghỉ vào thời điểm nhạy cảm ông hậu nói thông tin thêm trường hợp chủ tịch xã là cán bộ do ban thường vụ thị ủy quản lý sau khi xin ý kiến thường trực thị ủy thường trực cho ý kiến thì sẽ thụ lý đơn và giao các bên liên quan tiến hành xác minh kiểm tra theo đúng trình tự quy định hiện ủy ban kiểm tra thị ủy ba đồn đang trong quá trình kiểm tra dự kiến sẽ có kết quả và báo cáo vào tuần sau ông hậu nói người quay lại đoạn video trên cho biết khi ông n điều khiển xe rời khỏi nhà nghỉ người phụ nữ ngồi trong xe ô tô này và rời đi Đáng chú ý thời điểm này là vào khoảng 15 giờ ngày 8 tháng 10, tức đang trong giờ hành chính. Vừa qua, thông tin từ Công an thành phố Phan Rang, Tháp Tràm, Ninh Thuận cho biết vừa tiếp nhận một khẩu súng ngắn loại K54 hiệu M1911 cùng 18 viên đạn các loại do công dân tự giao nộp. Trước đó vào ngày 22 tháng 10, trong quá trình lưu thông trên đường, em Trương Lê Hải Minh, sinh năm 2009, trú tại khu phố 9, Mỹ Bình, thành phố Phan Rang, Tháp Chàm, nhặt được. Nhận thức được tính chất nghiêm trọng của sự việc, em Minh đã chủ động giao nộp cho công an thành phố Phan Rang, Tháp Tràm để xử lý theo quy định pháp luật. Công an cũng đề nghị người dân chủ động giao nộp và tố giác các hành vi vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ nhằm đảm bảo an ninh trật tự theo quy định pháp luật. Theo Công an thành phố Phan Rang, Tháp Tràm, Ninh Thuận, thời gian qua, đơn vị đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về quản lý vũ khí và công cụ hỗ trợ đồng thời nghiêm cấm việc tàng trữ, vận chuyển, sử dụng các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. Nếu phát hiện các hành vi vi phạm trên, đề nghị công dân trình báo qua số điện thoại trực ban công an thành phố 02593 822 516. Theo cơ quan điều tra, vào khoảng 23 giờ 30 phút ngày 22 tháng 10, tại khu vực trước cửa khách sạn La Mai Sơn thuộc tổ 4, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, xảy ra vụ cãi vã giữa một nhóm đối tượng gồm 5 người. Do đêm đã khuya mà các đối tượng cãi vã rất to, ẩm ý, nên người dân ở khu vực gần đó nhắc nhở liền bị nhóm người này chửi bới lại. Sau đó, một đối tượng trong nhóm đã dùng súng ngắn bắn về hướng người dân, rồi cả nhóm lên xe Mazda CX-5 màu trắng, mang biển số 20A29551, bỏ chạy về hướng tỉnh Thái Nguyên. Nhận được tin báo, công an thành phố Cao Bằng nhanh chóng triển khai lực lượng có mặt tại hiện trường truy bắt đối tượng. Đến khoảng 23 giờ 45 phút cùng ngày, lực lượng chức năng bắt giữ Bùi Chí Thanh, sinh năm 1985, trú tại thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên là đối tượng đi cùng trong nhóm 5 đối tượng kể trên. Đến chiều ngày 23 tháng 10, lực lượng chức năng vận động 4 đối tượng còn lại ra đầu thú. Trong đó có Bùi Trung Kiên sinh năm 1998, trú tại tổ dân phố Tân Lập, thị trấn Lu, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên là đối tượng nổ súng. Phạm Doanh Phương sinh năm 1999 trú tại xóm Trung Thành, xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Ân Văn Thiện sinh năm 1993 trú tại xã Minh Lập, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên. Dương Hồng Nghĩa sinh năm 1997 trú tại xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên. Cơ quan công an thu giữ một khẩu súng ngắn và một số tăng vật khác có liên quan. Ngày 24 tháng 10, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đã bắt giữ Nguyễn Đức Lợi, 17 tuổi, trú thành phố Nha Trang, và Nguyễn Văn Tạo, 24 tuổi chú thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa để phục vụ điều tra vụ án hình sự. Công an xác định Lợi và Tạo là hai nghi can liên quan đến một vụ án mạng xảy ra trên địa bàn thành phố Nha Trang. Trước đó khoảng 3 giờ 25 phút ngày 23 tháng 10, Nguyễn Đức Lợi cùng Nguyễn Văn Tạo đi mua thuốc lá trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Nha Trang, thì gặp một thanh niên đang đứng trên vỉa hè. Cho rằng người này nhìn đều mình, nên Lợi và Tạo lao đến tấn công. Khi được can ngăn, cả hai bỏ đi, Tuy nhiên Lợi và Tạo sau đó về nhà lấy kiếm rồi đi xe máy quay lại để tìm người nhìn đều mình để đánh tiếp. Đến nơi không thấy đối thủ ở vỉa hè, Lợi cầm kiếm xông vào quán nhậu gần đó lùng sục. Lúc này ông L, ngụ phường Phước Long, thành phố Nha Trang, đứng dậy can ngăn thì bị Lợi dùng kiếm tấn công một nhát gục tại chỗ tử vong. Gây án xong, Lợi chạy ra xe máy, tạo đợi sán bỏ trốn. Nhận tin báo, Công an thành phố Nha Trang phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa truy xét nghi phạm. Đến khoảng 6 giờ cùng ngày, Lợi và Tạo lần lượt bị bắt giữ. Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ. Ngày 24 tháng 10, Công an quận 1 thành phố Hồ Chí Minh vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Nguyễn Thị Thu Huyền và 17 người khác về tội gây dối trật tự công cộng. Theo điều tra, khoảng 22 giờ ngày 9 tháng 10, nhân viên quán Red Light ở đường Huỳnh Thúc Kháng, phường Bến Nghé, đỡ một người nước ngoài bị ngã lúc đi ngang qua quán. Sau đó, chị DTBT, chủ quán Sala gần bên số 106 Pasteur, phường Bến Nghé, quận 1, đến nói chuyện với du khách trên. Đến 21 giờ 50 ngày 10 tháng 10, Nguyễn Thị Thu Huyền cùng 17 đối tượng là nhân viên quán Red Light, quán SC quận 1 Nhân viên cũ và bạn của Huyền kéo đến quán Sala, xông vào trong quán hành hung chị T và nhân viên quán Sala. Sau khi sự việc xảy ra, chị T và nhân viên quán Sala đã đến công an quận 1 trình báo. Theo cơ quan cảnh sát điều tra công an quận 1, hiện đơn vị vẫn đang tiếp tục củng cố tài liệu chứng cứ, đồng thời truy xét tất cả các đối tượng có liên quan, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.